Với sự hỗ trợ từ Tổ chức Nông lưu Liên Quốc gọi tắt là FAO, dự án sân kế thủy sản vừa tổ chức khánh thành nhà lồng tại cảng cả, cả Thuận An. Đây sẽ là nơi triển khai mô hình chờ đầu giá hải sản thay thế cho việc thu mua truyền thống. Dự án được xây dựng ngay sát cầu cảng nên rất thuận lợi cho việc nhập cá và tổ chức thu mua của bà con ngư dân. Tổng giá trị đầu tư cho công trình là hơn 1 tỷ đồng, bao gồm cả hạng mục cải tạo nhà lồng, xây dựng lan can, cửa inox cho khu đầu giá, sửa chữa nâng cấp hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước, vệ sinh. Ngoài ra, dự án cũng đã hỗ trợ thêm 350 triệu đồng nhằm cung cấp trang thiết bị, nâng cao năng lực cán bộ, nhằm tổ chức thành công mô hình đầu giá tại cảng cả Thuận An. Hiện nay, việc mua bán các loài hải sản từ tàu đánh bắt diễn ra ngay tại cầu cảng vốn rất chật hẹp, nên đã nảy sinh tình trạng mất trật tự trị an gây ô nhiễm môi trường và kéo dài thời gian giải phóng hàng hóa. Việc nhà lồng đi vào hoạt động sẽ phần nào giải quyết tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng và giá trị cho mặt hàng thủy sản sau thu hoạch, góp phần ổn định đời sống của người dân.